thưa quý vị và các bạn. Trong phần đầu của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần trích bài Sáng tạo nghệ thuật và các chuẩn mực văn hóa luật pháp của tác giả Vũ Quỳnh. Thời gian qua, sự kiện liên quan việc bộ phim Vợ ba bị dừng công chiếu trong nước vì đã để một diễn viên 13 tuổi tham gia vào một số cảnh quay nhạy cảm đã dấy lên câu hỏi về việc sử dụng trẻ em và hình ảnh của trẻ em trong các tác phẩm nghệ thuật như thế nào cho phù hợp. Soi chiếu từ các quy định của pháp luật, cụ thể là luật trẻ em, có thể thấy việc nhà sản xuất sử dụng một số em nhỏ 13 tuổi vào các cảnh quay có tính nhạy cảm đã vi phạm cả về văn hóa lẫn luật pháp, gây phản cảm trong công chúng tiếp nhận. Một bộ phim gây tiếng vang ở nước ngoài, đoạt giải thưởng tại một số liên hoan quốc tế, được giới phê bình khen ngợi về chất lượng nghệ thuật. Nhưng đáng tiếc đã đi quá giới hạn trong việc sử dụng diễn viên. Cùng thời điểm bộ phim Vợ Ba bị ngừng công chiếu, cũng liên quan chủ đề trẻ em, sự ra mắt bộ ảnh Những đứa trẻ mang bầu để cổ động cho chiến dịch bảo vệ trẻ em trước nạn xâm hại tình dục, cũng đã phải nhận rất nhiều chỉ trích của dư luận. Việc để lộ mặt các mẫu nhí từ 8 đến 12 tuổi trong các bức ảnh trẻ em bị mang bầu, bị cho là thiếu tính nhân văn, không tạo nên cảm xúc tích cực trong người xem. Về giới hạn của tự do sáng tạo trong nghệ thuật, dù tồn tại các quan niệm khác nhau, nhưng vẫn cần nhận thức một vấn đề rằng, không chỉ ở Việt Nam, mà ở mọi quốc gia trên thế giới, nghệ sĩ trước hết là công dân của xã hội và hoạt động sáng tạo của họ phải đáp ứng được những chuẩn mực mà văn hóa và luật pháp của xã hội đặt ra. Vì thế, sáng tạo nghệ thuật không chỉ là công việc của tài năng mà còn trực tiếp liên quan hiểu biết và sự nhạy cảm, nhất là liên quan trách nhiệm công dân của nghệ sĩ. Trong đời sống nghệ thuật, không ít thí dụ cho thấy, có thể không cố ý, nhưng sản phẩm sáng tạo của nghệ sĩ đã vượt ra ngoài khuôn khổ văn hóa và pháp luật, dẫn đến việc bị dư luận phản ứng, lên án, thậm chí bị cơ quan luật pháp xử lý với các hình thức khác nhau. Còn nhớ năm 2015, triển lá mảnh nghệ thuật Hoa Nơi Chiến Trường tổ chức tại phòng trưng bày Flower Box Concept, thành phố Hồ Chí Minh đã hứng sự chỉ trích gay gắt. Sau đó, cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ tất cả các bức ảnh. Đây là những bức ảnh được sáng tạo lại một cách vung về từ các bức ảnh gốc về chiến tranh ở Việt Nam do một số phóng viên chiến trường phương Tây chụp. Việc xóa hình ảnh, súng ống, hàng rào, dây thép gai để thay thế bằng những bông hoa với mục đích truyền đi thông điệp hòa bình của nhóm tác giả ảnh triển lãm bị dư luận đánh giá là không chỉ sống sượng xúc phạm các nhân vật trong ảnh mà còn vi phạm nghiêm trọng vấn đề bản quyền tư duy nghệ thuật cùng với hạn chế trong hiểu biết cách xử lý với lịch sử và sự thật đã khiến nhóm tác giả này tạo ra một loại sản phẩm không được xã hội chấp nhận nên đã nhanh chóng bị xóa sổ khỏi đời sống sinh hoạt nghệ thuật đây là một minh chứng cho thấy nghệ sĩ có quyền sáng tạo xong nếu khi thực hành quyền này nghệ sĩ không tự mình kiểm soát điều chỉnh phù hợp với chuẩn mực văn hóa và yêu cầu luật pháp thì kết quả sáng tạo sẽ bị xã hội và công chúng lên án tẩy chay nhìn vào thực trạng các lĩnh vực nghệ thuật hiện nay chúng ta thấy xuất hiện một số hiện tượng thiếu lành mạnh một số nghệ sĩ vì những lý do mục đích riêng đã bỏ qua các chuẩn mực văn hóa và pháp luật cần thiết để tạo ra thứ nghệ thuật hù dọa gây sốc câu like, câu view như để mưu cầu sự nổi tiếng hơn là đóng góp các giá trị đích thực cho cuộc sống. Chẳng hạn trong văn học đã có một số tác phẩm chạy theo thị hiếu thấp kém của một bộ phận công chúng bằng cách đưa vào tác phẩm thứ ngôn ngữ tục tiễu, bậy bạ và cho rằng đó là sáng tạo để văn chương gần với đời sống. Rồi nữa là thứ thơ được tạo dựng bằng thứ ngôn ngữ gợi dục. Với âm nhạc, việc một số ca sĩ làm mới gây sốc bằng những cách thể hiện không giống ai hay một số nhạc sĩ trẻ lại có xu hướng viết các ca khúc với ca từ phản cảm dung tục để gây chú ý với người nghe người xem nhưng rốt cuộc thì nhận lại những sự bất bình tẩy chay của công chúng đó không chỉ là nghệ thuật mà còn là đạo đức và trách nhiệm của nghệ sĩ trẻ nếu việc làm mới đó thiếu nỗ lực lành mạnh nghệ sĩ trẻ có thể trở thành người vô cảm không biết trân trọng gìn giữ thậm chí phá hoại những sáng tạo có giá trị tư tưởng nghệ thuật của người đi trước. Một khi đã nắm bắt, nhận thức được giới hạn của văn hóa và luật pháp, biết tự ý thức khi kiểm soát các giới hạn đó, nghệ sĩ sẽ tìm thấy tự do trong hoạt động sáng tạo. Cũng theo tác giả Vũ Quỳnh, trong một bài viết khác có tiêu đề Cẩn trọng khi thay đổi ca từ. Thời gian qua trên một số địa chỉ truyền thông và sân khấu biểu diễn xuất hiện tình trạng thay đổi, chế nhại ca từ của những ca khúc nổi tiếng vốn quen thuộc với công chúng, trong đó ca từ của một số ca khúc hoàn toàn bị biến dạng so với nguyên tác. Gần đây, khán giả truyền hình không khỏi bất ngờ khi thấy trong đoạn một quảng cáo phở ăn liền ca từ Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Trong ca khúc Nhớ về Hà Nội của cố nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã thay đổi thành Dù có Đi trời, lòng vẫn nhớ Hà Nội. Trên một số diễn đàn, nhiều khán giả tỏ ý không đồng tình với việc thay đổi ca từ của các khúc nhớ về Hà Nội để phục vụ quảng cáo, đồng thời cho rằng đó là việc làm vô tình xúc phạm cố nhạc sĩ Hoàng Hiệp, xúc phạm những giá trị văn hóa tinh thần mà ca khúc đã tạo dựng nên trong lòng công chúng và người hâm mộ và được họ đón nhận lưu giữ thực ra hiện tượng thay đổi hoặc tạo ca từ mới cho ca khúc quen thuộc được nhiều người yêu thích đã tồn tại trong đời sống từ đó làm nảy sinh khái niệm nhạc chế phần lớn ca từ được chế lại là để gây cười hiện tượng này thường xuất hiện trong các game show trò chơi truyền hình chẳng hạn một nơi ca khúc chế lại chiếm tỷ lệ cao là chương trình gặp nhau cuối năm trên truyền hình đêm giao thừa một số ca khúc nhạc chế trong gặp nhau cuối năm do các táo quân trình bày được khán giả thuộc chia sẻ trên mạng với tốc độ chóng mặt như các bản chế từ bài đi học của nhạc sĩ vũ đình thảo nói về tình trạng bạo lực học đường lụt từ ngã tư đường phố từ bài từ một ngã tư đường phố của nhạc sĩ phạm tuyên táo ơi mình đi đâu thế từ bài bố ơi mình đi đâu thế ca khúc trong game sâu truyền hình cục tên khá thân thuộc với trẻ em thậm chí trên mạng còn có clip tổng hợp các ca khúc nhạc chế hay nhất của táo quân và được nhiều người quan tâm theo dõi cũng từ trào lưu này đã xuất hiện các trang web của hội những người thích chế lời bài hát có trang thu hút hàng nghìn người tham gia ở một số game show việc chế lời bài hát được giám khảo hoặc khách mời sử dụng như một thứ gia vị để làm cho chương trình tăng thêm sự hấp dẫn Tuy nhiên không phải lúc nào mục đích này cũng thành công được đông đảo người xem chấp nhận. Chẳng hạn trong chương trình game show Bí mật đêm chủ nhật phát trên một kênh truyền hình địa phương, nghệ sĩ CT đã chế lời ca khúc 60 năm cuộc đời của nhạc sĩ Y Vân để trêu đùa khách mời là người mẫu XL với nội dung có phần phản cảm, đã nhận phải sự phản ứng của dư luận. Một hiện tượng khá phổ biến khác là chế ca từ mới cho ca khúc thể hiện trong quảng cáo sản phẩm phát trên sóng phát thanh truyền hình và các nền tảng mạng. Chẳng hạn ca khúc Duyên Phận được ưa thích của nhạc sĩ Thái Thịnh được chế ca từ mới để quảng cáo cho công ty điện máy với phần lời nôm na khiến cho không ít người yêu mến ca khúc này phải nhăn mày nhíu chán. Phượng là phụ nữ mua đồ là đàn. cũng ca sĩ mt vốn từng thành công và ghi dấu ấn với ca khúc ước gì của nhạc sĩ võ thiện thanh nhưng khi sử dụng ca khúc này quảng cáo một sản phẩm trà ước gì ăn bán không nặng nề ừ. ước gì tết nào cũng nhẹ nhàng đã để lại những sự tiếc nuối trong lòng người hâm mộ hay gần đây ca khúc được giới trẻ yêu thích là bao giờ lấy chồng của tác giả huỳnh hiển năng cũng đã được chế ca từ mới để ca sĩ bp trình bày trong đoạn quảng cáo mì tôm lời lẽ ngọt ngào của ca khúc sau khi được chế biến đã trở nên buồn cười thậm chí ngô nghê như ở đây ca từ chế lại để quảng cáo sản phẩm có nội dung đời thường khác hẳn so với ca tử trong nguyên tác. Có một câu hỏi được đặt ra là, nếu chưa được tác giả hoặc người thừa kế của tác giả đồng ý, thì việc chế ca tử mới cho một ca khúc có bị xem là vi phạm luật sở hữu trí tuệ hay không? Và khi ca khúc gốc đã được luật pháp công nhận và bảo vệ, các ca khúc nhạc chế đó có được phép lưu hành, biểu diễn hay phục vụ mục đích thương mại, giải trí? Tại các khoản 5, 6, 7, điều 25 luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, có quy định rất cụ thể về các hành vi xâm hại quyền tác giả đó là sửa chữa cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả chủ sở hữu quyền tác giả làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh cho đến nay chỉ có một số rất ít ca khúc được người sử dụng xin phép trước khi thay ca từ mới, chủ yếu để dùng trong các đoạn quảng cáo có mục đích thương mại. Do vậy, bản quyền là một vấn đề quan trọng cần được tác giả, cơ quan chức năng, các tổ chức bảo hộ quyền tác giả lưu tâm trong xử lý, lưu hành, cấp phép biểu diễn cho các ca khúc nhạc chế. Tuy nhiên, ngay cả khi vấn đề pháp lý liên quan các ca khúc có ca từ được viết lại làm cho nội dung thay đổi khác hẳn so với nguyên tác đã được thực thi nghiêm túc, thì việc thay ca từ như thế nào để vừa phù hợp, vừa tôn trọng giá trị của nguyên tác, vừa bảo đảm các giá trị tư tưởng thẩm mỹ mà nguyên tác vốn truyền tải, vẫn là điều cần được tính toán và quan tâm đúng mức. Cũng cần lưu ý, từ quan hệ giữa nội dung và hình thức, khi tác phẩm âm nhạc đã hoàn thành, sẽ chỉ có nội dung và hình thức tương ứng. Vì thế, trong phạm vi nhất định, có thể coi việc chế lại ca từ là phá vỡ sự kết hợp hài hòa giữa nội dung và hình thức của nguyên tác. Thí dụ, giai điệu và ca từ của ca khúc Nhớ về Hà Nội thống nhất với nhau diễn tả nỗi ra diết của một hoặc những con người dù đi xa đến đâu vẫn ra diết nhớ về thủ đô với Nhớ phố thăm nghiêm giờ bóng cây trưa món lối ơi nhớ hồ gươm xanh thẳm nơi thắm rùa nghiêng soi bóng thành cố thăm lòng hồn nước non thiêng còn lắng đâu đây giống xưa giai Radio ca từ đã tạo ra sắc thái khá thiêng liêng sâu lắng như thế khi được ghép vào để nhớ phở thì rất khó có thể phù hợp. Nhìn trên tổng thể, thực tế cho thấy ngoài mục đích thương mại, hiếm có đoạn lời mới nào của các ca khúc chế có thể tạo ra cảm xúc thú vị hay giúp nâng tầm nguyên tác. Tạo ca từ mới cho ca khúc có thể đáp ứng yêu cầu giải trí tức thời, đáp ứng được yêu cầu thương mại mang lợi ích kinh tế tới tác giả và nhãn hàng quảng cáo. Song cần thấy rằng, về lâu dài, việc làm này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng cảm thụ nghệ thuật của công chúng cũng phải nói rõ rằng có thể thay đổi ca từ của các ca khúc nếu được sự đồng ý của người sở hữu bản quyền. Tuy nhiên vấn đề là ở chỗ người thực hiện nên cẩn trọng hài hòa giữa các mục đích tránh ảnh hưởng đến giá trị tác phẩm và tình cảm của người hâm mộ. Quan trọng hơn để góp phần xây dựng môi trường âm nhạc lành mạnh, loại bỏ hiện tượng xô bồ, nhảm nhí, rất cần ý thức bảo vệ tác quyền của người sáng tác. Thiết nghĩ các tác giả cũng nên cân nhắc kỹ trước khi đồng ý để ai đó chế ca từ mới cho ca khúc của mình, nhất là ca khúc đã in đậm dấu ấn trong công chúng. Hơn nữa, cần coi trọng việc tôn trọng sự toàn vẹn của tác phẩm nghệ thuật là ý thức cần có, không nên xê xoa bỏ qua hay vì chút lợi ích vật chất mà chấp nhận để sản phẩm tinh thần vốn đã được thừa nhận về giá trị thẩm mỹ, tinh thần trở nên méo mó, suy giảm giá trị. Chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi